Châu Sinh Như Cổ lộ kết cục thảm, hứa hẹn là một phim khóc hết nước mắt. Sau bộ phim Giữa Quân Ca, màn ảnh Hoa Ngữ tiếp tục đón thêm một bộ cổ trang nữa lên sóng, đó là Châu Sinh Như Cổ, tên cũ Trường An Như Cổ. Ngay hôm đầu ra mắt, khán giả đã vô cùng mong đợi bởi dù sao đây cũng là màn hợp tác đầu tiên của Bạch Lộc và Nhậm Gia Luân, hơn nữa còn là ở một bộ phim siêu ngược. Xem một vài tập đầu của Châu Sinh Như Cổ, khán giả cảm nhận được không khí lặng lẽ trầm buồn của bộ phim. Nam chính là Châu Sinh Thần Nhậm Gia Luân, một vị vương gia cũng là tướng quân, quanh năm ngày tháng chinh chiến nơi xa trường. Mặc dù không hề tâm cơ với hoàng vị, song Châu Sinh Thần luôn khiến Thái Phi lẫn các vị quan trong triều đình đề phòng. Có thể làm ăn lòng tất cả, Châu Sinh Thần đã buông lời thề rằng cả đời không lấy vợ, không sinh con, chỉ một lòng bảo vệ biên quan. Ngay đến đây, khán giả muốn xuyên vào màn hình bịt miệng nam chính lại, bởi cũng chính từ câu nói này mà dẫn đến bao bi kịch cho người yêu của Châu Sinh Thần và nữ chính thời nghi Bạch Lộc. Được biết thời nghi vốn là con nhà danh môn vọng tộc và có hôn ước với thái tử, cô được Châu Sinh Thần nhận làm đồ đệ từ thuở thiếu thời. Cả hai sớm tối bên nhau và tình cảm bắt đầu nảy nở lúc nào không hay. Do thân phận đặc biệt của cả hai cũng do lời thề năm xưa của Châu Sinh Thần mà thời nghi không thể đến được với người mình yêu. Tưởng như những trắc trở trong tình yêu đã đủ ngược rồi, nhưng không, Châu Sinh Như Cổ sẽ khiến người xem phải đau lòng hơn nữa khi cả nam nữ chính sau cùng đều ra đi. Sau ba phen chinh chiến bảo vệ biên quan, Sinh Thần vẫn bị chụp mũ tội mưu phản. Việc kết thúc sinh mạng là điều không thể tránh khỏi, nhưng còn thời nghi thì sao? Cô phải gả cho thái tử nhưng trong lòng vẫn luôn có Châu Sinh Thần. Biết hắn không còn trên cõi đời này, thời nghi cũng nhất quyết đi theo. Đọc nguyên tắc đã đủ ngược rồi, xem phim chắc chắn còn ngược hơn nữa. Hình ảnh hậu trường được chia sẻ gần đây cho thấy thời nghi một thân hỷ phục đỏ chói, từ từ bước lên tường thành và kết thúc mọi thứ khiến người xem phải khóc nguyên một dòng sông. Nếu so với những tác phẩm Sư Đồ Luyến, Tình Thầy Trò trước đây như Hoa Thiên Cốt, có khi Châu Sinh Thần còn ngược hơn. Lý do vì sao? Vì dù gì sau cùng Bạch Tử Họa và Tiểu Cốt vẫn có thể bên nhau. Hoa Thiên Cốt tuy không còn nhớ chuyện cũ nhưng ít nhiều vẫn có thể sống lại, còn thời nghi và Châu Sinh Thần thì không thể. Cả hai đã định sẵn không thể bên nhau, chỉ có thể cùng nhau nắm tay rời bỏ thế gian này. Tuy không thể ở bên nhau kiếp này, song chúng tôi được biết là người xem có thể giải tỏa nỗi buồn khi chờ Châu Sinh Thần, thời nghi nên duyên ở kiếp sau. Và kiếp sau này của cặp đôi sẽ bắt đầu ở bộ phim Nhất Sinh Nhất Thế. Đây cũng được xem là phần thứ hai hay phần hiện đại của Châu Sinh Như Cổ. Cảm ơn cả nhà đã lắng nghe video của PVlog. Cả nhà đừng quên nhấn like và đăng ký kênh để nhận được những thông tin mới và hot nhất. Xin chào và hẹn gặp lại.